Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh dạy học miễn phí, luôn hướng tới các giá trị của phương pháp dạy học hiện đại nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay, thầy tiếp tục dạy luyện tập giải phương trình quy về bậc 2 và sử dụng máy tính Casio FX580VNX để kiểm tra nghiệm của phương trình. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Hôm nay chúng ta sửa bài số 9, giải phương trình. Các em nhìn thấy trên màn hình, thầy gọi đây là phương trình thứ nhất. Thế thì để giải phương trình này thì chúng ta có hai cách làm. Cách thứ nhất là chúng ta thấy là biểu thức dưới dấu căn của hai căn bậc 2 có một biểu thức giống nhau, đó là căn bậc 2 của 2x-5. Và biểu thức thứ hai ngoài dấu căn này mà dưới dấu căn bậc 2 là có x giống nhau nữa. Cho nên chúng ta có thể đặt ẩn phù T để chúng ta đưa cái phương trình 1 này về dạng đơn giản hơn. Đó là T bằng căn bậc 2 của 2x-5. Tuy nhiên thầy không giải bằng cách này, mà thầy nhận xét một điều, đó là nếu trước dấu căn bậc 2 của các biểu thức dưới dấu căn mà là số chẵn thì thầy tìm cách biến đổi đưa về căn bậc 2 của một biểu thức bình phương để thầy đưa ra ngoài căn. Thế thì nhìn vào bài này, các em thấy rằng là biểu thức dưới dấu căn trước căn bậc 2 của 2x-5 là có số 1 là số lẻ, và trước biểu thức dưới dấu căn thứ hai là có 3 nhân căn bậc 2 của 2x-5 là có số 3, cũng là số lẻ. Vậy thì để có số chẵn trước hai cái căn bậc 2 của 2x-5 này thì thầy sẽ nhân hai vế của phương trình này với căn bậc 2 của 2 để thầy được một số chẵn nằm đằng trước căn bậc 2 của 2x-5. Khi đó chúng ta sẽ biến đổi đưa các cái biểu thức dưới dấu căn này về bình phương của một biểu thức để chúng ta đưa ra ngoài dấu căn. Thì biến đổi như sau. Thầy nhân hai vế của phương trình 1 với căn bậc 2 của 2. Thì khi đó phương trình 1 sẽ tương đương với phương trình biểu thức căn thứ nhất mà nhân với căn bậc 2 của 2, thì chúng ta được 2 nhân với biểu thức trung căn. Khi đó ta được 2x-4 cộng với 2 nhân với căn bậc 2 của 2x-5 cộng tiếp số 2 nhân với biểu thức dưới căn thứ hai, thì chúng ta được 2x+4 cộng với 6 nhân căn bậc 2 của 2x-5 bằng về phải 7 nhân căn bậc 2 của 2 nhân tiếp với căn bậc 2 của 2 thì bằng 14. Bây giờ các em để ý cái biểu thức trong căn thứ nhất và trong căn thứ hai, thầy phân tích như sau. Biểu thức trong căn thứ nhất là 2 nhân với 1 nhân về căn bậc 2 của 2x-5, thì biểu thức trong căn này chắc chắn sẽ bằng 1 cộng với căn bậc 2 của 2x-5 tất cả bình phương. Biểu thức dưới dấu căn thứ hai, các em thấy số 6 căn bậc 2 của 2x-5, thầy phân tích thành 2 nhân với 3 nhân căn bậc 2 của 2x-5, thì biểu thức dưới này chắc chắn sẽ bằng 3 cộng với căn bậc 2 của 2x-5 tất cả bình phương, tương đương với căn bậc 2 của biểu thức căn bậc 2 của 2x-5 cộng 1 tất cả bình phương cộng tiếp căn bậc 2 của biểu thức căn bậc 2 của 2x-5 cộng với 3 tất cả bình phương bằng 14, tương đương với biểu thức thứ nhất thực hiện phép khai phương, ta được căn bậc 2 của 2x-5 cộng với 1, và tương tự như vậy cộng với biểu thức thứ hai là căn bậc 2 của 2x-5 cộng với 3 bằng 14. Giải phương trình này đơn giản bởi vì căn bậc 2 của 2x-5 cộng với căn bậc 2 của 2x-5 thì bằng 2 lần căn bậc 2 của 2x-5. 1 cộng với 3 bằng 4, chuyển sang về phải đổi dấu thì ta được 14 - 4 bằng 10. Tương đương tiếp, thầy chia hai vế cho 2 thì vế trái là căn bậc 2 của 2x-5 bằng vế phải bằng 5,
các vế đều dương, chúng ta không đặt điều kiện, chúng ta bình phương tiếp hai vế, thì vế trái khi bình phương được 2x - 5, vế phải bình phương bằng 25, vế tương đương với x = 15. Và đó là đáp án của bài toán. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng máy tính để chúng ta kiểm tra cái nghiệm của chúng ta như sau. Chúng ta đã ở chế độ menu 1, chúng ta nhập vế trái, vế phải chúng ta chuyển sang vế trái ghi trừ và chúng ta nhấn shift solve. Bây giờ chúng ta nhập căn bậc 2 của x - 2, x ở đây các em này, cộng tiếp căn bậc 2 của 2x - 5. Chúng ta nhấn ra ngoài dấu căn, nhấn một lần nữa, cộng tiếp căn bậc 2 của x + 2. Cộng tiếp 3 nhân căn bậc 2 của 2x - 5. Chúng ta chuyển ra ngoài dấu căn 2 lần, trừ 7 nhân với căn 2. Chúng ta không nhập chỗ bằng 0. Chúng ta nhận shift solve. Máy tính hỏi 2,77, chúng ta cho x = 1 để máy tính tự động giải. Bằng tiếp. Và các em thấy nghiệm là bằng 15. Như vậy là lời giải của chúng ta đúng. Như vậy thì khi nào các em gặp những cái dạng phương trình như trên, thì thông thường chúng ta biến đổi như thế này. Tuy nhiên nếu trong cái bài này mà chúng ta thay bởi dấu trừ trước căn bậc 2 của 2x - 5 và 3 nhân căn bậc 2 của 2x - 5, thì bài này lại có một cái lời giải rất hay mà thầy sẽ hướng dẫn cho các em sau này. Như vậy bài học hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy YouTube Lê Minh Đức GSP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.